mặc nhiên tỉ muội bốn người hẹn nhau đi thắng cảnh du ngoạn, đi ăn cơm trưa trên đường bị mất khống chế xe tải lớn va chạm, sau đó xuyên qua đến cổ đại. Có thể cùng một tỷ tỷ khác viết tên sách có chút giống, nhưng là hai người chúng ta là cùng nhau viết, tên sách giống mà thôi, nội dung không giống nhau, không thích chớ phun, cùng nàng giống nhau, ta viết chính là chúng ta bốn người. Chương không Lời mở đầu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 1 Chúng ta xuyên qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 02 Chứng minh giá trị của mình Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 03 Bài Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không bốn lưu lại bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương không năm vào kinh bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương không sáu đi dạo bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương bảy ta là sợ giao tiếp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 08 Liều mạng tịch tịch miễn cước phí chính là hảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 09 Đi theo hoắc nặng tập võ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.